chương 291, vợ chồng đánh kép. Lâm Viêm quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hai người vậy mà không có thừa dịp hắn cùng Dực Long Vương thú đại chiến lúc thoát đi cũng là kinh ngạc. Các ngươi vậy mà không trốn? Lưu tại nơi này muốn chết sao? Tô Thần lạnh lùng nhìn về phía hắn, không nghĩ tới chính mình vừa mới khế ước vương thú Dực Long vậy mà trực tiếp bị Lâm Viêm đánh chết. Bất quá, khi hắn nhìn về phía bị ngực bị đâm xuyên Lâm Viêm lúc, lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn đang cần điểm thôn vệ hắn tiến vào dực long sào huyệt vốn là chạy điểm thôn vệ mục tiêu đi ai biết nửa đường tìm được dực long vương thú lúc này mới bỏ đi kế hoạch bất quá hôm qua tại dực long trong sào huyệt hắn nửa đường cũng đi lén xử lý một chút cánh kỵ binh cùng trong đó thủ vệ dùng cho tăng lên điểm thôn vệ nhưng những cái kia người cũng liền có ba bốn đoạn thực lực giết chết những người kia lấy được điểm thôn vệ cũng liền mấy vạn hoặc hơn mười vạn muốn đạt tới tô thần cần có mười tỷ đến giết không biết bao nhiêu loại tu vi này đẳng cấp người Bất quá bây giờ khi hắn nhìn thấy Lâm Viêm thụ thương, hắn nổi tâm tư. Lâm Viêm thế nhưng là cửu đoạn nhị phẩm tu vi. Chỉ cần giết hắn một cái, liền đầy đủ 10 tỷ điểm thôn vệ. Lâm Viêm che ngực, nhìn qua tô thần ánh mắt, hắn từ tô thần trong ánh mắt thấy được sát ý. Một cái thất đoạn nhất phẩm người, muốn giết hắn. Cho dù hắn bản thân bị trọng thương, cũng không phải người như vậy có thể rung chuyển. Làm sao? Ngươi cũng muốn động thủ với ta. Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, lâm viêm một thanh đẻ gãy giật long vương thú móng vuốt chỉ để lại đâm vào trong thân thể của hắn bộ phận không thể không nói lâm viêm cử đoạn người đấu võ lực lượng hay là cường hãn nhận nghiêm trọng như vậy thương thế muốn đổi làm mặt khác bảy tám đoạn người đều khả năng không chống nổi coi như không chết khẳng định ngay cả đứng khí lực đều không có nhưng tô thần trái lại lâm viêm lại phát hiện hắn còn có thể vận dụng lực lượng cái kia cổ từ lâm viêm trên thân phát ra khí thế thậm chí để tô thần cũng còn cảm giác được gặp nguy hiểm Tiêu Ninh Tuyết giờ phút này cũng đứng dậy. Chúng ta cùng một chỗ giết hắn. Đối với Thánh quan Đế Quốc hận ý, Tiêu Ninh Tuyết trên thực tế cũng không so Tô Thần Thiếu. Nàng mới vừa tới đến thần giới thời điểm, trong lòng còn đối với thế giới này ôm lòng hiếu kỳ, nhìn thấy Thánh Quang Đế Quốc người sau, nàng tuy có cảnh giới, nhưng vẫn là nói ra chính mình đến từ thế giới khác tin tức. Ai biết khi nàng vừa mới nói ra sau, Thánh quan Đế Quốc người lập tức liền đem nàng nhốt lại, thậm chí muốn bức bách nàng trở thành thánh nữ gả cho thánh tử. Lại còn cần nàng chỗ thế giới bi hiếp bờ nàng. Tiêu Ninh Tuyết hận không thể giết sạch tất cả Thánh Quan Đế Quốc Hoàng thất nhân viên. Giờ phút này có cơ hội này, có thể đem Thánh Quan Đế Quốc Trấn Quốc chi trụ diệt sát, Tiêu Ninh Tuyết tự nhiên nguyện ý dốc hết toàn lực. Tô Thần hướng phía Tiêu Ninh Tuyết nhẹ gật đầu. Hai người cùng nhau xông tới. Lâm Viêm thấy thế, kinh miệt một tiếng, muốn chết. Hắn lần nữa vọt lên. Rất khó tưởng tượng, một bộ thân thể xuyên qua người, lại còn có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Lại tốc độ còn cực nhanh thậm chí nhanh đến ngay cả tô thần cùng tiêu ninh tuyết đều theo không kịp lâm viêm dịch chuyển tức thời đến tô thần sau lưng tô thần lập tức khởi động thuấn di né tránh nhưng lâm viêm nhìn thấy chính mình đánh không trúng tô thần hắn hiểu được mình không thể đi theo tô thần tiết tấu đi hắn lập tức để mắt tới tiêu ninh tuyết tiêu ninh tuyết nhưng không có thuấn di lâm viêm một chưởng vỗ đi qua tiêu ninh tuyết căn bản trốn tránh không được tô thần thấy thế không do dự trong nháy mắt lại di động trở về thay tiêu ninh tuyết ngăn lại một chưởng này. Tô thần bị vỗ trúng thời điểm, cũng trở về đánh một cước. Một cước này trực tiếp đá đến Lâm Viêm trên ngực. Vừa vặn đem hắn ngực móng vuốt mũi nhọn lần nữa đá tiến vào một chút. Lâm Viêm cố nén đau xót, đem chính mình một chưởng này lực lượng lại đề thăng một bước. Hai người đều bị lực lượng của đối phương đánh bay ra ngoài. Bất quá Tô thần bên này có tiêu Ninh Tuyết tiếp được. Lâm Viêm trực tiếp bị đá đến trên mặt đất, ga nhọn đụng vào trong phế tích hòn đá, dẫn đến miệng vết thương của hắn lần nữa bị xé mở một bộ phận. Lâm Viêm ráng chống đỡ lấy thân thể đứng lên. Tô Thần bị một chưởng đánh trúng sau, thương cũng không nhẹ. Cửu đoạn dù sao cũng là cửu đoạn, một chưởng này nếu là ở Lâm Viêm trạng thái toàn thịnh đánh ra, Tô Thần sợ rằng sẽ trực tiếp tử vong. Tô Thần miệng phun một nguồn máu tươi đi ra. Song Phương đều dùng ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm đối phương. Tiêu Ninh Tuyết giờ phút này không có nhận bất luận cái gì thương thế, nàng nhìn thấy Lâm Viêm đã như là nến tàn trong gió. Không chần chờ, nàng vọt thẳng ra ngoài. Nàng cũng là thất đoạn nhất phẩm, mặc dù không có Tô Thần nghịch thiên như vậy, nhưng bây giờ đối mặt song phương đều là tàn cuộc tình huống dưới nàng một cái hoàn toàn thể trạng thái dưới người chính là có thể quyết định chiến cuộc người tiêu ninh tuyết tốc độ cũng không chậm tại lâm viêm bị thương thế ảnh hưởng ánh mắt cũng không quá tốt tình huống dưới vậy mà không thể dò xét đến tiêu ninh tuyết di động quỷ tích lâm viêm phòng thủ lấy banh ra một chưởng nhưng tiêu ninh tuyết quả nhiên vòng qua một kích trực tiếp vỗ trúng lâm viêm đầu lâm viêm bị giật long vương thú gây thương tích lại tăng thêm tiêu ninh tuyết cùng tô thần như là vợ chồng hỗn hợp đánh kép thế công bên dưới hắn liên tục bại lui tiêu ninh tuyết tuân theo thừa hắn bệnh đòi mạng hắn thái độ nhặt lên chung quanh các loại vũ khí cùng hòn đá hướng phía lâm viêm điên cuồng ném đi sau đó nàng lại dùng quyền lần đầu ứng với lâm viêm kêu gào tô thần trong lúc nhất thời đều nhìn ngay người hắn cũng không nghĩ tới hắn thấy bình thường mười phần bình tĩnh tiêu ninh tuyết giờ phút này công kích phương thức cũng điên cuồng như vậy bất quá hắn nhìn thấy lâm viêm một mực bị đánh vậy mà không có phản kháng nhưng lâm viêm trong ánh mắt lại lộ ra cái này không thích hợp tiêu ninh tuyết còn tại không ngừng công kích lâm viêm tất cả đều nhẫn nhịn được ngược lại là hai tay đang len lén góp nhặt lấy lực lượng tô thần thấy tình thế không ổn tranh thủ thời gian nhắc nhở đến tiêu ninh tuyết 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 coi chừng hắn muốn làm đánh lén tiêu ninh tuyết ngay ra một lúc tranh thủ thời gian kéo ra thân vị hướng nơi xa bỏ chạy nhưng nàng tốc độ so với tô thần cùng lâm viêm hay là chậm rất nhiều lâm viêm gặp tiêu ninh tuyết tránh ra trong khoảnh khắc đó hai tay của hắn tụ tập lại lực lượng còn chưa hoàn tất nhưng hắn trực tiếp phóng thích ra ngoài hắn bỗng nhiên nhảy lên, lao ra tốc độ như là thiểm điện. Trong tay tụ tập linh lực một quyền oanh trúng tiêu ninh tuyết phần bụng, đưa nàng đánh bay vài trăm mét. Một đám tạp toái. Các ngươi. Cũng dám. Đối với ta như vậy động thủ. Lâm Viêm nói ra mỗi một cái từ đều nghiến răng nghiến lợi. Ta muốn để ra tấn đến các ngươi, sống không bằng chết, muốn để các ngươi quỳ xuống đến cầu xin ta giết các ngươi. Từng có lúc, hắn thành tựu cửu đoạn tu vi sau, đâu chịu nổi dạng này khí. Hôm nay lại tất cả đều chịu mà hết thảy này đều là bái tô thần cùng tiêu ninh tuyết ban tặng nếu không phải sự xuất hiện của bọn hắn thánh quang đế quốc cũng sẽ không đột nhiên cử hành hôn lễ dực long vương thú cũng không có khả năng đào thoát hắn cũng sẽ không phải chịu nghiêm trọng như vậy thương thế thậm chí kém chút thật đúng là cho hai người này giết chết cho nên hắn mới có thể như thế nào nổi giận hắn thề nhất định phải đem tự mình biết tất cả cực hình tất cả tra tấn người phương thức từng cái tra tấn đến hai người kia trên thân mà hắn hiện tại cảm thấy mình đã đủ để nhào nặng hai người. Thế nhưng là hắn không thấy được. Khi Tiêu Ninh Tuyết bị Lâm Viêm tổn thương đến lúc đó, Tô thần ánh mắt triệt để thay đổi. Hắn nắm chặt song quyền, trong mắt một mảnh hoa râm. Ngươi cũng dám tổn thương Tuyết Tuyết? Ngươi đáng chết. Chương 292, siêu cự ngạch thôn vệ điểm. Cường giả mời. Tô thần bốc cháy lên hắn thần huyết. Kỳ thật hắn cũng không biết trong cơ thể mình đến cùng có bao nhiêu thần huyết, có thể sử dụng bao nhiêu lần dù sao lúc trước hắn chưa từng có dùng qua cái này còn muốn quy về dực long vương thú nhắc nhở qua sau hắn mới biết được hắn có năng lực này mà vì đánh chết lâm viêm hắn nhất định phải dùng một chiêu này thần huyết chi năng mở ra tô thần cảm nhận được trước nay chưa có lực lượng lâm viêm nhìn chằm chằm tô thần một mặt rung động cảm giác ngươi ngươi có được thần huyết hắn đương nhiên nhìn ra được hiện tại tô thần là dạng gì trạng thái vừa mới hắn một chưởng kia cũng đủ để cho tô thần bị thương nặng nhưng đối phương lại đầy máu phục sinh, lại lực lượng vô hạn tăng trưởng, cơ hồ muốn cùng bác đoạn cân bằng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Có được thần huyết người, tối thiểu đều là cửu đoạn mới có thể làm đến. Người một cái thất đoạn sâu kiến, làm sao có thể có được thần huyết? Lâm Viêm không tin, thế nhưng là Tô Thần phát ra khí tức chính là như vậy. Không khỏi hắn không tin. Tô Thần cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Chỉ gặp Tô Thần hướng bầu trời nổi giận gầm lên một tiếng những cái kia lúc đầu do dực long vương thú tụ tập lại mây mù lần nữa trở nên càng thêm nồng đậm. Sau đó tô thần hai tay hướng bầu trời. Không trung trong nháy mắt kinh lôi rung động, đánh vào trên thân nó. Lôi điện chi lực gia thân, tô thần toàn thân tản ra quang mang, tựa như một tôn thần kỳ. Hắn tựa như tia chớp xông ra, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Lâm viêm muốn đưa tay đi cản, nhưng lúc này trọng thương hắn căn bản không chặn được đã trở nên càng mạnh tô thần. Tô thần một chưởng đánh vào lâm viêm trên ngực lôi đình từ trong lòng bàn tay của hắn toàn bộ thả ra ngoài. Kết nối tại dực long vương thú móng nhọn bên trên, cũng chính là lâm viêm chỗ ngực. Lâm viêm nhìn chầm chầm tô thần, hai mắt đỏ bừng, đến thời khắc này, hắn vẫn là không dám tin tưởng. Sau một khắc, hắn toàn thân run rẩy, Ngực điện quang đột nhiên nổ tung. Tô thần nhắm mắt lại, lâm viêm thân thể trong nháy mắt nổ tung, huyết vụ bạo liệt tại tô thần trên thân. Lâm viêm hoàn toàn biến mất trong thế giới này. Tô thần cũng nhận được hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được điểm thôn vệ thần giới kỳ điểm sử dụng số lần một tô thần nắm đấm đánh tới hướng mặt đất trên người hắn hay là có thương thế bất quá uy hiếp bờ lớn nhất đã giải trừ lúc này trong bầu trời từng bầy dược long vần quanh tại vương thành phía trên mây đen như là trời sập bình thường đem vương đô bao phủ ở bên trong thánh quan đế quốc cử đoàn trấn quốc chi trụ tử vong lại nương theo lấy dược long xào huyệt triệt để phế bỏ còn có lam hoài dẫn đạo quân phản kháng làm loạn nó quyền lợi chỉ sợ đều sẽ bất ổn chỉ kém phong sương đế quốc lại đến bổ thêm một đao. Đương nhiên, mặt khác quốc gia nếu là biết tin tức này sau, cũng sẽ không nhàn rỗi. Tô thần cũng sẽ không quản chuyện nơi đây, hắn cấp tốc quay đầu tìm lấy tiêu ninh tuyết tung tích. Cuối cùng tại một cái trong phế tích phát hiện nàng. Tiêu ninh tuyết bị một chưởng đánh trúng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tô thần ông lấy hắn, hướng phía vương đô bên ngoài chậm rãi rời đi. Về phần thân hậu sự, đã cùng hắn không quan hệ. Vừa đến thần giới, liền diệt một nước. Tô thần không cảm giác khi tô thần bay khỏi sau một hồi. Chỉ gặp mấy người mang lấy xe ngựa, tại khoảng cách vương đô ngoài mấy chục dặm địa phương chờ đợi. Tô thần một chút liền nhận ra, đó là Lam Hoài. Lam Hoài tự hồ biết hắn làm sự tình gì, đồng thời biết bọn hắn muốn hướng bên này đi. Điều này không khỏi làm tô thần hiếu kỳ. Đối phương không phải đã sớm thoát đi sao? Hắn chậm rãi hạ xuống, nhìn chầm chầm Lam Hoài, giờ phút này tâm tình của hắn cũng không khá lắm. Tô huynh đệ, là ta xem thường ngươi. Ngươi vậy mà thật thành công, phá hủy dực long sào huyệt ma pháp trận, còn thu phục một mực vương thú. Cuối cùng còn giết người kia. Lam Hoài nheo mắt lại. Hắn chưa hề nói chuyện trọng yếu nhất, tô thần trên thân lại có thần huyết. Bất quá một cái có thể giết chết cửu đoạn dị giới người tới. Để Lam Hoài cũng không dám coi thường nữa tô thần. Mà đối phương trên thân có thần huyết, thì là Lam Hoài mười phần mơ ước. Chỉ là hắn vẫn luôn rất cẩn thận, nếu không có niềm tin tuyệt đối, sẽ không loạn động tô thần. Tô thần hạ xuống dáng người, các ngươi đi, nhưng lại liên lụy nàng tô thần nhìn xem trong ngực tiêu ninh tuyết chăm chú nhìn chăm chú về phía lam hoài lam hoài buông tay nói chúng ta cũng nghĩ mang nàng đi là chính nàng muốn lưu lại nói là vì ngươi tô thần không có trả lời chỉ là mang theo sát ý nhìn chằm chằm đối phương lam hoài bị tô thần nhìn hơi tê tê lập tức từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ tốt a à, là lỗi của chúng ta chúng ta không nên liên lụy nàng ở nơi nào lập tức hắn đem cái bình ném cho tô thần đây là một bình nguyên năng ma dược có thể trị đại bộ phận thương thế tu bổ linh lực hoặc là ma lực. Xem như ta đối với các ngươi ấy nấy. Tô thần nhận lấy, nhưng không có trực tiếp mở ra, mà là dùng hệ thống quét nhìn một lần. Lam Hoài gặp hắn cầm tới thuốc đằng sau cẩn thận quan sát, bất đắc dĩ nói, ta có ngươi nghĩ xấu xa như vậy sao? Thuốc này không có bất cứ vấn đề gì, đây là ấy nấy của ta. Hệ thống quét hình qua đi, cũng không có phát hiện gì thường, tô thần mới cho tiêu ninh tuyết sử dụng. Nhưng hắn nhìn về phía Lam Hoài thần sắc vẫn là không có biến, ta có lẽ là quá tin tưởng các ngươi trách không được ma thần bọn họ lại ở chỗ này, thần giới, không có không bẩn thiểu người. Trước đó tô thần vẫn luôn rất cẩn thận, nhưng hắn còn đánh giá thấp thần giới người giảo hoạt cùng các loại phức tạp tình huống. Lam Hoài nghe được tô thần ám phúng, cũng không có lấy làm hổ thẹn, ngược lại cười to nói. Hôm nay ngươi mới lĩnh ngộ được sao? Nơi này vốn cũng không có người có thể tin tưởng, trừ chính mình. Cho nên, hoan nghênh đi vào thần giới. Ma thần cùng thần minh, vạn vật cùng tồn tại địa phương. Lam Hoài cười nói tô thần nhẹ gật đầu. Hắn lại tức giận có thế nào? Hắn mới là dị hương khách, đây mới thật sự là thần giới, hắn mới tới nơi đây, hiện tại đã sáng tỏ phương thế giới này quy tắc. Lam Hoài đột nhiên nhớ tới cái gì, sau đó từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài bộ dáng đồ vật, cái này ngươi có thể cầm. Đây là tính vật của ta, ngươi có thể bằng vào vật này tùy ý ra vào phong sương đế quốc lãnh địa. Đồng thời có thể đạt được thuộc về ta nhất hệ này người duy trì. Thánh quan đế quốc đã không có lại nối tiếp chi khí, ta phải nhanh đi về thông tri các đại nhân, thánh quan đế quốc sắp không tồn tại nữa. Tô thần tiếp nhận lệnh bài, hừ lạnh một tiếng, thần giới như vậy rộng lớn, ta cần gì phải đi phong sương đế quốc. Lam Hoài buông tay nói, tùy ý, ta chính là xem trọng tô huynh ngươi tương lai tất thành đại khí. Nếu là ngươi có thể tới là vinh hạnh của ta, ta tuyệt sẽ không giống thánh quan đế quốc thô lỗ như vậy đối đãi tô huynh sao, đến lúc đó ta sẽ vì ngươi bày tiệc mời khách. Gặp lại. Có lẽ, cũng không thấy nữa. Lam Hoài nói xong, trực tiếp để cho người ta mang lấy xe ngựa, hướng phía mặt phía bắc mau chóng bay đi. Tô thần nhìn xem dần dần từng bước đi đến Lam Hoài, nhíu mày. Trên thực tế, hắn ở tại thần giới cũng không biết bao nhiêu địa phương, thật đúng là chỉ có thể tiến về Phong Sương Đế Quốc đi xem một chút. Chỗ nào có thể là một cái duy nhất náo động không nhiều quốc độ. Ngay tại Tô thần suy nghĩ thời điểm, trong ngực Tiêu Ninh Tuyết uống xong ma dược đằng sau chậm rãi mở mắt. Chương 293, Tiêu Ninh Tuyết biến hóa. Khi Tiêu Ninh Tuyết sau khi tỉnh lại, Tô thần rốt cục an tâm tuyết tuyết ngươi đã tỉnh hắn ôm nhu nói tiêu ninh tuyết ôm đầu nhìn về phía tô thần người kia đã chết rồi sao tô thần nhẹ gật đầu ta giải quyết hắn có thể giúp ngươi tái tạo một đầu hệ thống tu luyện sau đó chúng ta đi trước phong sương đế quốc tiêu ninh tuyết sững sờ đi phong sương đế quốc vì cái gì tô thần không có trả lời mà là trực tiếp ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh hắn mở ra thần huyết chi năng là cưỡng ép tăng lên lực lượng phương thức như vậy tự nhiên sẽ có tác dụng phụ tại đằng sau bên trong hắn sẽ có một đoạn thời gian hết sức yếu ớt tiêu ninh tuyết một mặt mộng bức nàng mới vừa vặn tỉnh lại cái gì cũng không biết tô thần chỉ là bàn giao hai câu liền choáng đây là có chuyện gì nàng không kịp nghĩ nhiều quay đầu nhìn lại mấy chục cây số bên ngoài lờ mờ có thể thấy được thánh quan đế quốc vương thành nội mây đen một mảnh đó là dực long đại loạn đại lượng quân dân bắt đầu thoát đi nơi đây nàng cũng không nên ở lâu nếu tô thần nói tiếng về phương bắc phong sương đế quốc vậy thì đi thôi lần này đến phiên nàng cổng tô thần bình thường chưa thử qua coi là thật cổng lên tô thần sau cho dù có được thất đoạn nhất phẩm lực lượng nàng cũng cảm thấy mười phần nặng nề ngươi là heo đi tiêu ninh tuyết quán trách một câu sau đó cổng tô thần bắt đầu bước vào từ từ đường dài bên trong khi tô thần tỉnh lại thời điểm đã không biết đi qua bao nhiêu thời gian hắn mở mắt nhìn về phía chung quanh nơi này là một cái củ nát phòng ốc mà bên ngoài lại là đất tuyết ban đêm hàng phong gào thét mà qua cái này cũ nát phòng ốc cũng bị thổi đến tư tư rung động, bất quá hắn trên thân che kín một bộ y phục, ngược lại là có thể chống cự mấy phần rét lạnh. Đây là tiếng nhập phong sương đế quốc lãnh địa. Tô thần trong lòng nghi ngờ nói. Phong sương đế quốc ở vào phương Bắc, giờ phút này chính vào thu đông thời điểm, cũng chỉ có một phương này có tuyết. Nhưng tô thần lại bốn chỗ quan sát, hắn phát hiện tiêu ninh tuyết không biết đi đâu rồi. Tô thần có chút nóng nảy, muốn tìm kiếm mình tuyết tuyết. Nhưng hắn vừa định muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình hai chân có chút mềm nhũng, lần nữa ngồi xuống trên mặt đất. Sau đó hắn phát hiện, chính mình toàn thân bủng rũng, thần huyết chi năng tác dụng phụ vẫn là không có đi qua. Thậm chí tô thần nội thị thân thể, phát hiện tu vi cảnh giới của mình lại còn hạ xuống đi. Trong lúc nhất thời hắn chỉ có lục đoạn ngũ phẩm tả hữu thực lực. Hắn lập tức ra tìm hệ thống hỏi thăm nguyên nhân. Thần huyết chi năng tác dụng phụ, trong thời gian ngắn, tu vi giảm xuống, toàn thân mềm nhũng, sau một thời gian ngắn có thể khôi phục. Nhìn thấy đây không phải mãi mãi giảm xuống tu vi, Tô thần lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá đây chính là thần huyết a, sử dụng liền vĩnh viễn sẽ không còn có. Tô thần muốn biết trong cơ thể mình đến cùng còn có bao nhiêu thần huyết, cái này vốn hẳn nên là cửu đoạn người mới có thể nhìn thấy. Tô thần giờ phút này tự nhiên làm không được, cho nên hắn liền hỏi hướng hệ thống. Ta có thể xem xét trong cơ thể ta thần huyết có bao nhiêu sao? Ký chủ thể nội thần huyết vô hạn tăng trưởng, có thể yên tâm sử dụng. Tô thần trừng lớn hai mắt, hắn đều kinh ngạc. Hắn mặc dù đoán được chính mình cho Dược Long Vương thú một giọt, chính hắn còn cần rơi một giọt. Dược Long Vương thú đạt được một giọt thần huyết liền có thể khôi phục lại cửu đoạn thực lực, Lâm Viêm càng là thiêu đốt một giọt thần huyết đều mắng mắng liệt liệt. Mà chính mình lại là vô hạn thần huyết. Vậy ta vì cái gì không phải cửu đoạn? Tô Thần mộng bức. Theo lý thuyết, hắn tùy ý các điểm huyết cho những người khác, liền có thể làm cho đối phương tăng lên tới cửu đoạn, hết lần này tới lần khác chính hắn không phải. Cái này quá bất hợp lý. Vấn đề này hệ thống không có trả lời, kỳ thật tô thần đại khái chính mình cũng có thể đoán được. Có lẽ đúng như dực Long Vương Thú nói tới, huyết mạch của hắn có chút đặc biệt, thần huyết cũng không có tác dụng. Mà dực Long Vương Thú cuối cùng cả đời chỉ có thể tu luyện tới cửu đoạn đỉnh, mà tô thần có thể một mực tu luyện, thẳng tới 12 đoạn, như là thần minh. Bất quá giờ phút này tô thần dừng một chút, hắn nghĩ tới một cái phương pháp. Chỉ là phương pháp này cần tiêu ninh tuyết. Hắn lại nghĩ tới đến, tuyết tuyết đi đâu rồi. Chỉ gặp bên ngoài truyền đến một trận đạp tuyết âm thanh, một cái toàn thân bẩn thiểu người, khi một con hưu không người chậm rãi đi vào cái này cũ nát trong phòng. Tô thần một mặt kinh ngạc nhìn thân ảnh này. Mặc dù người kia ném ra hưu thi thể sau, ngẩng đầu, vẫn có thể thấy được sự tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt. Thế nhưng là đối phương dù sao cũng là trong một tòa thành thị trưởng thành người. Cả đời đều bị các loại quan hoàng quay chung quanh, cơ hồ không cần động thủ liền có thể cơm no áo ấm. Nàng vậy mà tự tay đã đi sang. Không sai, trước mắt cái này quần áo có chút cũ nát lại nhiễm phải không ít vết bẩn người chính là tiêu ninh tuyết nàng nghi hoặc nhìn tỉnh lại tô thần. Ngươi rốt cục tỉnh. Tô thần nhẹ gật đầu. Tiêu ninh tuyết một mặt không cam lòng. Ngươi biết ta nửa tháng này làm sao sống sao? Chúng ta không có bài làm cho, vào không được thành. Ta phải mỗi ngày ở chỗ này đi săn, còn muốn cho ngươi ăn ăn cái gì? Tiêu ninh tuyết cái kia làm qua những này, liên tiếp phàn nàng đi ra nàng nửa tháng này hành động. Bọn hắn giống như là lưu lãng bình thường chỉ có thể ở ngoài thành, căn bản không đi được bất kỳ địa phương nào trong thành thì là bởi vì bọn hắn từ mặt phía nam đến, không có văn bằng lệnh bài, không được xuất nhập. Mà nàng lại không thể vứt xuống tô thần mặc kệ, lại thêm gần nhất bảo tuyết đột kích, nàng chỉ có thể đem tô thần đưa đến cái này phá ốc bên trong. Tô thần nghe tiêu ninh tuyết tả oán xong sau, thoải mái cười ha hả. Hắn chưa từng thấy qua tiêu ninh tuyết bộ dáng như vậy. Tiêu ninh tuyết tả oán xong sau, hít sâu một hơi, sau đó mới bất đắc dĩ tọa hạ, sau đó cầm lấy một thanh tảng đá mài thành chủy thủ, cắt chém người thịt thu nàng chẳng qua là thời gian dài không ai giao lưu lại thêm chịu mệt nhọc làm việc mới cần phát tiết một chút sau khi phát tiết xong tự nhiên là không sao nàng dọn dẹp thịt hưu sau đó nói ra tốt đã ngươi tỉnh đến lượt ngươi ra ngoài đi săn ta phải ngủ cái ba ngày ba đêm lời nói này dưới mặt lấy củ nát quần áo tiêu ninh tuyết rất có tính trẻ con chi ý tô thần trực tiếp buông tay ta không động được hắn buông tay thời điểm tay hay là rã rời ngay cả nâng đều nâng không nổi đến tiêu ninh tuyết gặp sau trừng to mắt vẻ mặt đau khổ biết chủy đạo ta không làm nữa nào có dạng này điều này nói rõ tiêu ninh tuyết còn phải muốn chiếu cố tô thần thời gian nửa tháng mới được tiêu ninh tuyết lại là một phen phàn nàng, nhưng tô thần biết nàng tả oán xong đằng sau hay là sẽ hành động tiếp tục trợ giúp tô thần khôi phục nguyên khí tốt a à, ta lại đi ra đi săn một chút mùa đông quá lạnh ta phải làm kiện lông chồn đến mới được đúng rồi chúng ta tới phong sương đế quốc có chuyện gì không chúng ta lại vào không được thành bên này đều đang chiến tranh không có bằng chứng căn bản vào không được. Cô thần cười cười, dùng rã rời vô lực tay, chậm rãi đem trong ngực một tấm lệnh bài móc ra. Cầm cái này, liền có thể vào thành. Đến lúc đó sẽ có người tới chiêu đãi chúng ta. Tiêu Ninh Tuyết trừng to mắt, khó mà tiếp nhận. Cho nên nói, ta mệt gần chết bận rộn nửa tháng, đều toi công bận rộn. Cô thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thật đúng là dạng này, nếu là nửa tháng trước hắn trước cho Tiêu Ninh Tuyết vật này, cũng nói rõ tình huống. Có lẽ bọn hắn đã ở trong thành chương 294, một tòa thành lớn nhất trì. Tô thần nhìn thấy tiêu ninh tuyết một mặt mộng bức mọc lên một ngạt dáng vẻ, có chút buồn cười đem lệnh bài đưa cho nàng. Có thứ này, chúng ta hẳn là có thể vào thành. Tiêu ninh tuyết tức giận nhận lấy, tức giận đến có chút nghiến răng, muốn đánh tô thần hai quyền. Thế nhưng là gặp tô thần tay dơ lên đều mười phần tốn sức dáng vẻ, suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Cuối cùng, tiêu ninh tuyết cổng tô thần hướng phía trong thành xuất phát. Các cổng nhìn thấy lệnh bài sau mặc dù nghi hoặc không chút gặp qua loại lệnh bài này, nhưng phía trên hàng thật giá thật có phong sương đế quốc bộ nội vụ ký phát xuống tới thời khắc bên trên khí tức. Dạng này lệnh bài, chỉ có thể là phong sương đế quốc cao tầng hoặc là quý tộc đồ vật, thế nhưng là trước mắt tiêu ninh tuyết cùng tô thần như vậy mặt, nào có quý tộc bộ dáng. Vậy đối phương chỉ có thể là một loại nào đó nhân viên làm việc. Những này thủ thành môn vệ cũng không muốn nhiều chuyện, dứt khoát liền đem bọn hắn bỏ vào. Tiêu ninh tuyết cũng là bởi vì không có lấy tới loại kia mang theo đặc thù khí tức đồ vật, cầm một chút bằng giấy bằng chứng căn bản không tiến vào được cửa thành, lúc này mới bị ngăn lại tiến vào thành sau tiêu ninh tuyết rốt cục thấy được phiên chợ nàng đã đã lâu không gặp đến khói lửa nhân gian cho dù nơi này phiên chợ bởi vì chiến tranh nguyên nhân tương đối quản cu ẻ vẫn như trước ngăn không được tiêu ninh tuyết muốn bán một chút bán nữ sinh tư tưởng tô thần cũng là lần đầu tiên tới phong sương đế quốc loại này phương bắc quốc gia trong thành thị đối với thần giới tương đối xa lạ hắn tại tiêu ninh tuyết trên lưng hiếu kỳ đánh giá chung quanh tòa thành trì này tên là liêm sương thành là khoảng cách phương Nam Thánh Quang Đế Quốc gần nhất một tòa thành lớn. Cũng là bởi vì gần nhất chiến tranh, nơi này mới có thể cần bằng chứng vào thành. Nơi này xem như tương đối phát đạt, Tô thần còn có thể nhìn thấy một chút đặc biệt là người tu luyện chế tạo cửa hàng. Bên trong mua bán đồ vật được xưng tụng đủ loại. Tô thần nhìn thấy một chút ma pháp trận đồ hàng, trận pháp hạch tâm cấu tạo, ma pháp binh khí, pháp khí, người đấu võ áo giáp chờ chút đồ vật. Thần giới giống như thật thật thú vị. Trên đường cái tiêu ninh tuyết một nữ nhân cổng tô thần cùng một chỗ hành động. Quả thực đưa tới không ít người ánh mắt. Lại còn có nữ nhân cổng nam nhân tình huống. Nam nhân kia cũng quá phế vật đi, không ít người bắt đầu chỉ rõ, một cái tiểu niên khinh một mặt chán ghét nói ra. Dù sao tại loại truyền thống này trong xã hội, một màn này quả thật làm cho một số người lấy làm hổ thẹn. Bất quá có lão giả nhìn thấy một màn này, thật là mười phần hâm mộ. Ngươi cũng không muốn tượng, hiện tại là tình huống như thế nào. Bên ngoài đang chiến tranh, ngươi trong thành tự nhiên không có chuyện gì, người ta có lẽ là từ ngoài thành tới, kinh lịch chiến hỏa. Nam thụ thương, nữ cổng nam nhân của nàng tị nạn, cái này có cái gì ly kỳ? Lão giả ngược lại là người biết chuyện. Thế nhưng là tiểu niên kinh mặt nhiên không cam lòng, để một nữ nhân cổng. Ta nếu là hắn, ta tình nguyện chết ở bên ngoài. Nhiều như vậy mất mặt. Lão giả thấy thế, một mặt xem thường, ngươi hiểu cái chú ý. Người ta không nguyện ý vứt bỏ nam nhân của mình, dạng này tình yêu nhiều thà người hâm mộ, nếu là nữ tử kia xảy ra chuyện, nam nhân kia cũng sẽ cổng nàng tị nạn. Ngươi nói nhiều như vậy, còn không phải ghen ghét. Ngươi không bằng nghĩ thêm đến ngươi có thể hay không tìm tới một nữ nhân rồi nói sao. Lão giả một câu, trực tiếp cho tiểu niên kinh bị sạch. Lấy tô thần cùng tiêu ninh tuyết tu vi, bọn hắn tự nhiên cũng có thể nghe được xa xa đối thoại. Tô thần tà mị cười một tiếng. Lão đầu này nói lại để ý, tuyết tuyết cùng hắn đều là không rời không bỏ người cùng thú. Nhưng tiêu ninh tuyết lăng tại nguyên chỗ, cái gì nam nhân nữ nhân? Tô thần cùng hắn, có khả năng sao? Hắn nhưng là thú a. Chờ chút, ta suy nghĩ cái gì? Tiêu Ninh Tuyết lung lay đầu, mặt hơi có chút thấu đỏ. Tại trong băng thiên tuyết địa này, lộ ra quá mê người. Tiêu Ninh Tuyết hướng phía trên lưng Tô thần không cam lòng hừ lạnh một tiếng. Sau đó cổng Tô thần đại thủ trực tiếp đối với hắn đập cười một tiếng, ngươi đang cười cái gì? Tô thần bị đập sau kém chút không có nhảy dựng lên. Ngươi không biết lão hổ cái mông sờ không được sao? Bản vương thế nhưng là hổ vương. Tiêu Ninh Tuyết mới mặc kệ những này, lần nữa vỗ tới, có tin ta hay không trực tiếp cho ngươi ném tới trên đường. Tô Thần tranh thủ thời gian ngăn lại, đừng đừng đừng, Tuyết Tuyết tốt nhất rồi. Tuyết Tuyết, chúng ta đi mua đường đi. Tô Thần nhanh lên đem kiếp ôm chặt lấy Tiêu Ninh Tuyết, để tránh nàng đích thực đem chính mình ném đi. Tiêu Ninh Tuyết đối với Tô Thần có chút bất đắc dĩ, đánh cũng đánh không được, lấy nàng hiện tại lực đạo, nếu là thật sự động thủ đánh Tô Thần, sợ là sẽ phải đem hắn đánh chết. Tiêu Ninh Tuyết thấy phía trước có một cái bán thức ăn sạp hàng, cũng cảm thấy cơ hàng, liền đi ra phía trước. Công tử tiểu thư, muốn gọi món gì, chủ quán nhìn thấy tô thần cùng tiêu ninh tuyết tổ hợp này cũng mười phần kinh ngạc. Bất quá khách tới cửa, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tranh thủ thời gian nắm giữ tôn sùng gọi vào. Đầu năm nay, chiến tranh liên tiếp phát sinh, sinh ý cũng không tốt làm a. À. Nhìn xem tô thần cùng tiêu ninh tuyết cái kia cũ nát dáng vẻ, hắn cũng muốn che giấu lương tâm kêu một tiếng công tử tiểu thư. Tiêu ninh tuyết đang muốn chọn lựa đồ vật, tô thần cũng nhìn xem một đống đồ ăn ánh mắt phát sáng hắn ngủ say thời gian nửa tháng, cũng đã lâu không ăn thu xếp tốt. Nhanh mua. Tô thần nói ra. Nhưng tiêu ninh tuyết nhớ ra cái gì đó, sau đó lúng túng nhìn về phía tô thần. Chúng ta, tiêu ninh tuyết do dự mở miệng. Thế nào? Tô thần nghi ngờ nói. Không có tiền. Tiêu ninh tuyết lúc này mới nói ra một cái làm cho người hết sức khó xử hiện thực. Bọn hắn tại thế giới của mình bên trong hoàn toàn chính xác không thiếu tiền. Có thể đây là thần giới trước đó bọn hắn còn có thể tại từ dũng nguyên trong nhà ký túc phía sau cũng có lam hoài chu võ nguyên bọn người tìm điểm dừng chân trên người bọn họ có tiền lại thêm tiêu ninh tuyết cùng tô thần đều là người tu luyện căn bản không lo ăn mặc nhưng đến hiện tại khi chỉ có hai người bọn họ thời điểm vấn đề liền đến thế giới này tiền từ chỗ nào đến đặc biệt là hiện tại bọn hắn nên làm cái gì chủ quán cũng phát hiện hai người tự hồ cũng không mang tiền cái này còn muốn tới mua đồ chủ quán khóe miệng co giật một chút lập tức đem vải bố trùng lên trên sạp hàng, không có tiền tới mua đồ, suy nghĩ gì. Tiêu ninh tuyết chu mỏ một cái. Tô thần cũng bất đắc dĩ. Hắn quên đi tại Lam Hoài thời điểm ra đi, hỏi hắn lấy chút tiền. Hai người trực tiếp từ bỏ, hay là trước làm ít tiền rồi nói sau. Đang lúc hai người muốn đi thời điểm. Một đám hung thần ác sát người hướng phía sạp hàng đi tới. Mấy cái này sạp hàng chủ quán thấy thế, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đặt muốn trốn cách nơi đây. Chớ đi, vương nhị cẩu, tháng này quầy hàng tiền giao sao không có dao cũng dám mỗi ngày ở chỗ này bày quầy bán hàng, ngươi cho rằng lão tử là mù? Vương nhị cậu muốn trốn cách, lập tức liền bị mấy cái khác từ trong ngõ hẻm chui ra ngoài người ngăn cản. Đại gia, ta sai rồi. Nhưng là đầu năm nay, ngay cả cái sinh ý đều không có, ta là thực sự hết tiền a. À. Tiêu Ninh Tuyết cùng Tô Thần bị quăng qua một bên. Tô Thần tại Tiêu Ninh Tuyết trên lưng lặng lẽ vương tay, thừa dịp chủ quán cùng đám người kia nói chuyện với nhau thời điểm, vụng trộn cầm một cái bánh nướng. Tiêu Ninh Tuyết im lặng nhìn về phía Tô Thần ngược lại là cũng không để ý. Bất quá tiêu ninh tuyết nghe được chủ quán cùng đám người kia đối thoại, tự hồ nghĩ tới điều gì. Chương 295, thế giới này cũng không văn minh. Tiêu ninh tuyết tiếp tục xem phía trước sự tình. Nhóm người kia nói tới quầy hàng phí, tự hồ cùng nàng chỗ thế giới phí bảo hộ tương tự. Chung quanh cũng vây quanh một đám người. Chỉ gặp chủ quán quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin tha thứ, các đại gia A, à, ta là thực sự hết tiền. van cầu các đại ca khoan dung đến đâu ta một tháng. Tháng sau, tháng sau ta khẳng định giao tiền nhưng này nhóm người hiển nhiên sẽ không bởi vì đối phương mấy câu liền bỏ qua chủ quán trực tiếp đi lên quyền đấm cướp đá cỏ lão tử đã cho ngươi thời gian một tháng lần này ngươi cảm thấy lão tử sẽ còn cho ngươi cơ hội sao nói người kia một quyền liền đem chủ quán con mắt đánh thành mắt quần thâm tô thần ở bên cạnh ăn bánh xem kịch tiêu ninh tuyết cũng không có vọng động đã trải qua thánh quan đế quốc sự tình sau tiêu ninh tuyết hiển nhiên ý thức được thế giới này cũng không văn minh nó vẫn tồn tại tại giả mang thống trị bên trong. Tiêu ninh tuyết vô ý cải biến những này, cũng vô ý tham gia. Nàng càng không thể bại lộ thân phận, bởi vì này sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái hơn sự tình. Cho nên nàng cũng đang xem kịch. Bất quá nàng ngược lại là có chút ý nghĩ, chỉ là hiện tại còn không thể động. Tô thần đổ không có cảm thấy cái gì, hắn luôn luôn rất giả mang. Các đại gia, ta tháng trước mặc dù không có giao tiền, thế nhưng là ngươi mấy cái tiểu đệ từ trong nhà của ta cầm mấy túi đồ vật đi, sao có thể nói ta không có giao, có lẽ là bị đánh đau đớn. Chủ quán cũng bắt đầu nhấc lên chuyện này. Đám kia cùng cuộn đầu lĩnh nhìn lại một chút tiểu đệ của mình, có chuyện này. Các tiểu đệ nghe xong lập tức lắc đầu biểu thị không có, kỳ thật bọn hắn là trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Dẫn đầu căn bản không biết. Hắn xem xét các tiểu đệ thần sắc, đại khái cũng đoán được. Gia hỏa hỗn đảng này, dám vu hãm chúng ta. Chúng ta lúc nào từ trong nhà người cầm đồ vật. Lão đại, hắn tại nói bậy. Các tiểu đệ lập tức đi lên đổ thêm dầu vào lửa dẫn đầu lòng dạ biết rõ, thế nhưng là hắn không có khả năng bôi nhọ thanh danh của mình, trực tiếp đối với chủ quán lại là hai quyền. Cỏ. Tháng sau, ta cho ngươi thêm một tháng thời gian, tháng sau ta muốn gặp được tiền. Không cần cái gì rách rưới đồ vật. Rõ ràng, dẫn đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Người vây xem đều bị dọa lui. Chủ quán liền vội vàng gật đầu, dẫn đầu lúc này mới buông tha hắn. Sau đó dẫn đầu hướng một bên khác đi đến, ven đường nhìn thấy tiêu ninh tuyết cổng tô thần, cũng là chán ghét nhìn thoáng qua tô thần hai cái phế vật tên ăn mày cho lão tử tránh ra tiêu ninh tuyết lui ra phía sau hai bước nhường đi qua chỉ gặp bọn họ khí thế hung hăng lại hướng phía một đường phố khác đi thu phí bảo hộ chủ quán bị đánh một chầu về sau hôm nay cũng mất làm ăn tâm tư vội vàng thu quán đám người thấy không có náo nhiệt cũng giải tán tiêu ninh tuyết như có điều suy nghĩ nàng một thanh đè lại chủ quán đang muốn thu thập quầy hàng ngươi muốn làm gì không có tiền đi ra cho ta có tiền lão tử cũng không bán chủ quán nhìn xem tiêu ninh tuyết cũng tới khí có lẽ chính là nữ nhân này mang đến cho hắn vận rủi tiêu ninh tuyết trực tiếp hỏi đám người kia là ai ở nơi nào chủ quán kinh ngạc nhìn về phía tiêu ninh tuyết cửa này ngươi sự tình gì hai người các ngươi tên ăn mày còn có thể đi động đến bọn hắn phải không tiêu ninh tuyết không nói gì chỉ là cầm lên chủ quán trên quầy hàng một cái bình sau đó hơi chấn động một chút bình trong nháy mắt nổ tung chủ quán bị một màn này sợ choáng váng hai người trước mắt lại là có tu vi trong người mà hắn vừa mới còn nhục mạ hai người. Tiêu Ninh Tuyết không có cùng hắn nói nhảm, bá khí hỏi, bọn hắn ở nơi nào? Không bao lâu. Đông thành khu một hộ môn trong nội viện. Trước đó mấy tên lưu manh kia ngay ở chỗ này đếm lấy hôm nay thu hoạch. Đám kia lão quỷ nghèo, tháng này thu hoạch chỉ có ngần ấy. Lão đại, bên ngoài đang chiến tranh, có thể thu đi lên ít tiền cũng không tệ rồi. Người nơi này đều không có chất béo có thể trà sát. Không bằng, chúng ta đi chuyển di trận địa, đi những thành thị khác thế nào. Ta nhìn mặt phía bắc thành thị cũng không tệ, chúng ta đi nơi nào thu phí bảo hộ, khẳng định có thể thu đến càng nhiều. Dẫn đầu nghe các tiểu đệ phàn nàn, trực tiếp cho bọn hắn vài cái tác, nói lời vô dụng làm gì. Ngươi cho rằng địa phương khác chính là dễ lăn lộn. Thành phố kia bên trong không có thu lệ phí. Liền các ngươi cái này hai ba lần, đánh thắng được ai? Tiểu đệ chịu mấy lần sau rõ ràng trung thực, kỳ thật bọn hắn chính là hiếp bờ yếu sợ mạnh. Cũng chỉ có tại cái này màn sương trong thành có thể trộn lẫn lăn lộn, đi đến địa phương khác, căn bản đánh không lại nơi đó địa đầu xa. Các tiểu đệ gặp lão đại sinh khí, tranh thủ thời gian đập lên mông ngựa, cũng đối. Nhưng chúng ta cũng nghĩ trở nên lợi hại hơn, tưởng tượng lão đại ngươi dạng này, trở thành người đấu võ, một người có thể đánh 10 cái. Lão đại, nếu không ngươi dạy dạy cho chúng ta, để cho chúng ta cũng mạnh lên. Dẫn đầu thấy thế hừ lạnh một tiếng, nếu là người đấu võ tốt như vậy tu, cái kia đầy đường. Coi như vậy các ngươi cũng học không được. Mau mau cút, đừng làm trở ngại lão tử nghỉ ngơi, đều cho lão tử đi ra xem một chút còn có cái gì chất béo việc phải làm có thể làm. Đám người này đang nói, trên tường viện truyền đến một trận tiếng còi. Tiêu ninh tuyết thổi thổi huyết sáo, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Tô thần bị tiêu ninh tuyết đặt ở một bên, hơi kinh ngạc nhìn về phía tiêu ninh tuyết. Tuyết tuyết, ngươi chừng nào thì học cái xấu, đều học xong tiếng còi. Tiêu ninh tuyết lường hắn một cái. Trước đó tại giả ngoại, nàng vì đi săn đặc biệt học, không phải vậy chỗ nào hấp dẫn đến thịt rừng. Ai, phía dưới bọn côn đồ sau khi nghe thấy, lập tức vỡ tổ, hướng trên tường nhìn lại. Chỉ gặp tiêu ninh tuyết ngồi sổng ở phía trên. Là trên đường cái đôi kia tên ăn mày, một tiểu đệ lập tức mở miệng nâng lên. Tiêu ninh tuyết cùng tô thần hai người thời khắc này mặt sắc thực giống như là tên ăn mày. Một đám tiểu đệ nói liền muốn cầm lấy lưỡi đao hướng bọn họ chém tới. Bất quá dẫn đầu lại đưa tay ngăn lại đám người, hắn ngheo lại mắt đánh giá tô thần cùng tiêu ninh tuyết. Các ngươi là ai, dám đến địa bàn của lão tử bên trên. Tiêu ninh tuyết mỉm cười, hắn không phải đã nói rồi sao, hai cái tên ăn mày đến đòi ít đồ, dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, kinh thường cười đến lão tử nơi này lấy đồ vật, ngươi không có nghe qua ta là ai sao? Tiêu Ninh Tuyết lắc đầu, ta không cần biết, ta biết các ngươi nhất định sẽ cho ta. chán sống, nghe nói như thế, dẫn đầu trong nháy mắt nổi giận, nói hắn liền nhấc lên bên cạnh đống củi lưỡi bố muốn xông lên đi chặt Tiêu Ninh Tuyết hai người. Tiêu Ninh Tuyết lập tức nhấc tay ngừng đám người, chờ chút, các ngươi liền không hỏi ta muốn lấy chút gì sao? dẫn đầu hơi nhướng mày, ta quản ngươi lấy thứ gì. Nếu không hiện tại xuống tới cho lão tử dập đầu nhận lầm, nếu không liền cho lão tử chết. Tiêu ninh tuyết cười lạnh nói, vừa rồi ta muốn lấy ít tiền, xem ra ta muốn sai. Hiện tại thôi, ta đến đòi mệnh. Nói xong, tiêu ninh tuyết trực tiếp nhảy đi xuống. Nửa phút đồng hồ sau, trong sân trừ tiêu ninh tuyết bên ngoài, không còn có người sống khí tức. Mà tiêu ninh tuyết ngay tại phía dưới đến lấy con hàng này cùng cuộn tiền tài. Tô thần thì là tại trên lầu chót vỗ tay, không hổ là ta tuyết tuyết tiêu ninh tuyết lần nữa cho tô thần bạch nhãn mà tô thần bởi vì vỗ tay loạn động một cái không chú ý trực tiếp rớt xuống chương 296, đo thân mà là một bộ thể hệ tô thần cảm giác suy yếu còn chưa triệt để khôi phục thể nội mặc dù có sức mạnh nhưng không dùng được cái này cũng liền dẫn đến hắn giờ phút này thoáng có chút vô lực cũng may tiêu ninh tuyết tiếp nhận hắn sau đó có tiền đồng thời còn chiếm căn cứ con hàng này cùng cuộn điểm cư trú rốt cục ở trong thành có được một mẫu ba phần đất Bất quá đây cũng là tạm thời. Tô thần đang tu dưỡng thời gian bên trong cũng không phải hoàn toàn phế lấy. Hắn dùng hệ thống, bắt đầu là tiêu Ninh Tuyết chế tạo riêng lên chuyên thuộc về tiêu Ninh Tuyết hệ thống tu luyện. Hệ thống, tiêu hao điểm thông vệ, bắt đầu tái tạo hệ thống tu luyện. Tô thần yên lặng đối với hệ thống nói ra. Hệ thống lập tức bắt đầu vận chuyển. Hệ thống tu luyện đã hoàn mỹ, xin mời ký chủ lựa chọn mục tiêu. Tô thần nhìn xem ở một bên vẫn khổ tâm tu luyện tiêu Ninh Tuyết. Nó tuy vô pháp lần nữa trên việc tu luyện đi nhưng như cũ kiên trì. Tô thần liền nằm mở miệng nói, tuyết tuyết. Ngươi qua đây một chút, ta cho ngươi xem cái đại bảo bối. Tiêu ninh tuyết mở to mắt, nghi ngờ nhìn về phía tô thần. Chuyện gì? Ngươi qua đây thôi, thật là đại bảo bối. Ngươi khẳng định sẽ kinh ngạc. Tiêu ninh tuyết luôn cảm thấy tô thần trong nụ cười kia mang theo vài phần quỷ dị. Kỳ thật tô thần là tại đối với mình có thể giết chết một cái cửu đoạn mà vui vẻ. Tiêu ninh tuyết từ từ đi qua, tô thần ra hiệu nàng trước ngồi xuống nếu không mình sờ không tới. Dù sao hiện tại tô thần còn chỉ có thể nằm, cũng khó có thể đứng thẳng. Tiêu ninh tuyết ngồi sổng xuống, tô thần liền hướng phía tiêu ninh tuyết tóc sờ soạn. Ngươi đang sờ nơi đó. Tiêu ninh tuyết trực tiếp đẩy ra tô thần tay. Đây là đặc biệt nghi thức. Tô thần giải thích nói. Tiêu ninh tuyết nghi hoặc, ngươi muốn làm gì? Tô thần đã nói tình huống, ta không phải nói thôi. Ta sẽ vì ngươi đo thân mà làm một bộ hệ thống tu luyện. Tiêu ninh tuyết lúc này mới nhớ tới chuyện này. Nếu là ở thế giới của bên trong, tiêu ninh tuyết tự nhiên sẽ tin tưởng tô thần lời nói. Chỉ là ở tại thần giới bên trong, tiêu ninh tuyết tại kiến thức đến tầng thứ cao hơn lực lượng sau, nàng mới ý thức tới, bọn hắn nguyên lai sở thuộc thế giới cùng lực lượng ở trong đó, ở tại thần giới bên trong căn bản không có chỗ xếp hạng. Nhiều lắm là xem như một cái tiểu thế giới. Tô thần có thể làm được vì nàng cung cấp một cái chuyên môn hệ thống. Dựa vào cái gì? Bất quá nghĩ đến tô thần ngay cả cửu đoạn dực long vương thú đều có thể thuần phục. Nàng hay là lựa chọn tin tưởng nhìn thấy tô thần tay chậm rãi hướng phía trên đầu mình sờ soạn tiêu ninh tuyết có chút đỏ mặt một màn này cực kỳ giống từng tại bọn hắn sở thuộc trong thế giới tiểu tình lữ động tác tô thần thì là mười phần hưởng thụ không nghĩ tới là tuyết tuyết cung cấp hệ thống tu luyện còn có thể vuốt ve đầu của nàng ngươi đang làm cái gì nghi thức này cần vào rối tóc của ta sao tiêu ninh tuyết khẽ nhíu mày tô thần tranh thủ thời gian dừng lại a à a à. kìm lòng không được không có ý tứ ta bắt đầu Chờ chút sẽ có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Phía sau liền sẽ rất thông thuận rất sảng khoái. Tiêu Ninh Tuyết luôn cảm thấy lời này có điểm gì là lạ, nhưng không biết nơi nào không thích hợp. Thẳng đến Tô Thần bắt đầu rót vào một loại nào đó lực lượng thần bí. Hệ thống. Lựa chọn mục tiêu, Tuyết Tuyết. Chỉ gặp Tô Thần duỗi ra trên cánh tay, một trận quang mang nhốn nháo. Ấm áp thần giới kỳ điểm bắt đầu chậm rãi thu hút Tiêu Ninh Tuyết thể nội. Tiêu Ninh Tuyết đầu tiên là tê rần, trong đầu đột nhiên bị rót vào như thế một cổ cường đại lực lượng, tự nhiên sẽ quấy nhiễu thần kinh của nàng. Bất quá từ từ, nàng bắt đầu kinh hãi. Đây là thần linh lực lượng. Tại trong đầu của nàng, một cổ lực lượng kỳ dị triển khai. Trong cơ thể của nàng cấu tạo lên một cái phức tạp hệ thống. Nàng tự hồ có thể nhìn thấy, nếu là hướng phía cái này một hệ thống tu luyện, tương lai chắc chắn trở thành như là thần linh một dạng tồn tại. 12 đoạn Đăng thần trường giai Mà cái này một cái hệ thống tu luyện, thật đúng là vì nàng chỗ chế tạo riêng khi thần giới kỳ điểm rót vào hoàn tất đằng sau cô thần cũng giống là bị ép khô một dạng có chút mệt mỏi hắn hiện tại vốn là suy yếu lại trao tặng tiêu ninh tuyết khổng lồ như thế lực lượng sau hắn cần càng nhiều thời gian nghỉ ngơi bất quá hắn hay là mở ra hệ thống đối với tiêu ninh tuyết nhìn lại nhân vật phân tích bên trong danh tự tiêu ninh tuyết chủng tộc nhân tộc đẳng cấp thất đoạn nhất phẩm tu luyện nghề nghiệp linh năng gọi thú sư khế ước thú, tô thần. Nhìn thấy linh năng triệu hoán sư nghề nghiệp, tô thần ngây ra một lúc. Trước đó tiêu ninh tuyết là ngự thú sư, hiện tại biến thành gọi thú sư. Cái này tô thần còn có thể lý giải, linh năng là có ý gì? Hệ thống lập tức giải thích nói. Phát hiện nghề nghiệp mới, linh năng gọi thú sư. Linh năng gọi thú sư, hấp thu linh lực tăng lên đẳng cấp tu vi, có thể sử dụng cơ sở linh lực lực lượng, cũng có thể đem linh lực gia trì cùng triệu hoán thú phía trên, mỗi cái đoạn lớn đẳng cấp, có thể nhiều khế ước một cái thú loại nhìn đến đây tô thần cũng kinh ngạc tuyết tuyết tiến hóa có thể khế ước càng nhiều dị thú đồng thời tiêu ninh tuyết còn có thể để cho mình sử dụng linh lực để chiến đấu xem như ngự thú sư tiến giai bản có hai bộ chiến đấu hệ thống tiêu ninh tuyết hấp thu đến tô thần hỗ trợ tăng lên hệ thống sau lập tức cũng tiêu hóa xong tất sau đó hắn nhìn về phía tô thần ánh mắt càng thêm mừng rỡ ta có thể tiếp tục khế ước dị thú mà lại ta có khế ước mới tiêu ninh tuyết tranh thủ thời gian vươn tay dùng linh lực chậm rãi hội tụ một tấm khế ước đi ra. Đây chính là tô thần trước đó cùng dược long vương thú khế ước thời điểm nhìn thấy một tấm kia. Khế ước phía trên viết vài cái chữ to. Không bình đẳng dị thú khế ước. Chúng ta lại ký một bản có được hay không? Tiêu ninh tuyết trừng lớn ánh mắt mong đợi nhìn về phía tô thần. Tô thần trái lại liếc nàng một cái. Bởi vì phần này không bình đẳng khế ước cùng tô thần cùng tiêu ninh tuyết trước đó ký kết khác biệt. Phần này khế ước mới bên trên viết. Dị thú tử vong, không liên lụy đến ký chủ, đương nhiên sẽ tạo thành nhất định phản vệ, thế nhưng là cùng tô thần loại kia lẫn nhau ở giữa kẻ nào chết một cái khác liền trực tiếp ở ra rắm khác biệt. Phần khế ước này muốn đối với túc chủ công bình nhiều. Đây cũng là thần giới đặc điểm, con đường phát triển quá mức rộng rãi, mà diễn sinh ra tới khế ước liền càng thêm rộng rãi. Tiêu ninh tuyết cũng chính là mở bên dưới trò đùa, đối với tô thần thè lưỡi, sau đó hưng phấn chạy đến một bên bắt đầu nghiên cứu lên nàng mới lấy được hệ thống tu luyện. Trước đó tiêu ninh tuyết một mực không phải rất vui vẻ, chính là bởi vì nàng đến thần giới đằng sau liền không có thuận qua. Không phải là bị người cầm tù tại trong tòa thành, chính là trên việc tu luyện đã không còn tiến triển mới. Mà giờ khắc này, nàng bắt đầu tu luyện đằng sau, chung quanh linh lực lại có thể bị nàng hấp thu. Lại đây là thần giới kỳ điểm giao phó cho hệ thống tu luyện, so với bình thường hệ thống tu luyện phải nhanh hơn rất nhiều. Chỉ cần nửa năm quan cảnh, nàng liền có thể tăng lên một phẩm cấp. Cái này đã đầy đủ cường hãn, dù sao nàng đã tăng lên tới thất đoạn nhất phẩm cấp độ. Tuổi thọ cũng bị kéo dài, đợi nàng tu luyện tới cửu giai, thế nhưng là có thể có được thần huyết, mở ra thần chi lộ. Người bình thường đến thất đoạn đằng sau, mỗi cái mấy năm thậm chí vài chục năm quan cảnh, ngay cả một phẩm cấp đều tăng lên không ngừng. Cho nên mới nói cái này hệ thống tu luyện là đối với một người tu luyện thứ trọng yếu nhất. Mà Lam Hoài cũng dùng tu luyện hệ thống đến dụ hoặc tiêu ninh tuyết. Nhưng giờ phút này, tô thần đem đây hết thảy duy nhất một lần làm xong. Chương 297, liền xem như thần minh tới đều không dùng. Tô thần đang dưỡng thương, Tiêu Ninh Tuyết đang thí nghiệm nàng mới học được hệ thống tu luyện. Thời gian ngắn một cái, ba tháng trôi qua. Bọn hắn đi tới thần giới thời điểm, liền đã là thu đông thời điểm. Mà giờ khắc này, đang nên đón Tân Xuân. Trong đoạn thời gian này, Tô Thần cùng Tiêu Ninh Tuyết từ từ hiểu rõ thần giới. Phía trước bọn hắn đối với thần giới không hiểu rõ, đưa đến rất nhiều chuyện phát sinh. Mà lúc này, Tiêu Ninh Tuyết đã minh bạch như thế nào tại trong thế giới này sinh tồn. Ngẫu nhiên dọn dẹp một chút màn sương nội thành tiểu lưu manh, đi bến tàu cả chút gì ăn. Sau đó làm rõ tương lai mình tu luyện kế hoạch. Tô thần nhưng là khôi phục tự thân. Hắn giờ phút này đã gần như hoàn toàn khôi phục. Thần huyết chi năng tác dụng phụ quá lớn. Dù sao đây chính là cơ hồ có thể đề thăng một cái đại đoạn năng lực. Để cho phía trước bảy đoạn nhất phẩm tô thần, có thể giết chết thụ thương cửu đoạn đấu võ giả năng lực. Nghịch thiên như vậy năng lực, nếu là không có điểm tác dụng phụ, nói cho người khác nghe cũng sẽ không có người tin tưởng. Tiêu ninh tuyết cùng tô thần liền tại đây dị giới bên trong, vượt qua bọn hắn thứ nhất tân xuân khi năm mới pháo hoa cùng đủ loại thần giới năm mới nghi thức mở ra thời điểm tô thần cùng tiêu ninh tuyết đã thu thập xong đồ vật đi thôi chúng ta muốn lên đường phải đi tìm lam nghi ngờ phía trước hắn đề cập tới ma thần còn nói bọn hắn cũng không thường sẽ tiêu diệt một chút ma thần nhanh vuốt có lẽ bọn hắn sẽ có chút tin tức tiêu ninh tuyết gật đầu một cái hai người đeo bọc hành lý lên tô thần còn có chút què ngoặt bất quá cái này không ảnh hưởng hắn anh tuấn khuôn mặt hai người sớm đã đổi lại bộ đồ mới, cuối cùng giống như là một cái thần giới người. Trời đông giá rét cởi lại, chiến hỏa bay tán loạn. Trên đường phố, thỉnh thoảng có quân đội tiến lên. Tô thần cùng tiêu ninh tuyết không có ý định tham dự trận chiến tranh này, cho nên lui khỏi vị trí một bên, nhìn xem những cái kia tiến lên quân đội xuất phát. Nghe nói không? Thánh quan đế quốc trấn quốc chi trụ chết. Phong sương đế quốc muốn bắt đầu toàn diện xâm lấn thánh quan đế quốc. Liền lam đại tướng quân đều tới. Đang tại trong thành trong cung điện nghị sự tô thần vốn cho rằng muốn đi trước phong sương đế quốc vương đô mới có thể nhìn thấy lam nghi ngờ không nghĩ tới lam nghi ngờ vậy mà đến nơi này xem ra không cần tiếp tục hướng về bắc đi chúng ta đi trước xem tình huống rồi nói sau a à. cái gì phong sương đế quốc trấn quốc chi trụ chết là ai làm người kia mạnh như vậy bên đường tiểu phiến nhóm bởi vì phong sương đế quốc trong chiến tranh thắng lợi thời khắc này liêm sương thành đã không còn là tuyến đầu nơi này mua bán cũng nhiều bên đường bên trên người cũng nhiều hơn bây giờ chính là đang hưng phấn thảo luận thuộc về bọn hắn đế quốc thắng lợi. Ai biết, có thể là đế quốc chúng ta cửu đoạn cũng ra tay rồi a. À? Hại, đừng nói nhảm, nhà ta chất tử trong quân đội quản lý hậu cần, nghe hắn nói, là một cái mọc ra ba đầu sáu tay, hạ thân là cự long, nửa người trên lửa đốt diễm. Giơ tay nhất chân phía trước hủy thành không để lại dấu vết, toàn thân thánh quan chiếu rọi, động một tí vạn năm phong vân. Nhân vật như vậy ra tay, cái này mới đưa thánh quan đế quốc cửu đoạn giết chết. Tô thần càng nghe càng thái quá lúc nào hắn mọc ra ba đầu sáu tay. Còn cự long chi thân. Hắn đều không biết mình có lợi hại như vậy. Ta còn nghe nói, người kia mặt mũi cực kỳ hung ác, tựa như tái thế ma thần, khuôn mặt cũng là dưới hông tới, một bộ người lạ mặt cận chi thái. Tô thần nghe không nổi nữa. Quết đại lực lượng của hắn có thể, chính là không thể đem hắn miêu tả xấu như vậy a. À. Tô thần nhanh chóng gia nhập vào những người đi đường chủ đề, chớ nói lung tung. Ta nghe nói cái kia giết chết cửu đoạn người, là một cái đại soái bức dáng dấp đẹp trai không nói, còn có một cái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp bạn gái. Người kia các phương diện năng lực đều cực kỳ xuất chúng, đừng nói nho nhỏ cửu đoạn, chính là 12 đoạn thần minh tới, cũng sẽ không e ngại. Tô thần thổi ngư bức, ngược lại những người bình thường này cũng chỉ là từ những người khác nơi nào nghe tới không biết mấy tay phiên bản. Chính mình thổi phòng một chút chính mình cũng không đủ a. À. Tiêu ninh tuyết tại bên cạnh hắn nghe xong, không còn gì để nói. A, à, Ngươi từ nơi nào nghe nói? Tô thần trực tiếp cấu tạo ra một cái cố sự, nói hắn là trước kia là từ thánh quan đế quốc chạy nạn tới tận mắt nhìn thấy nghe đến đó đám người đối với tô thần đem tin tưởng không nghi ngờ chỉ có phía trước cái kia nói mình từ chất tử nơi nào nghe người không vui cái gì đại soái bức không biết còn tưởng rằng là tại nói chính ngươi trước ngươi tại thánh quan đế quốc ta như thế nào không được bên kia nửa tòa thành đều bị đánh nát ngươi muốn phía trước thật ở nơi nào đã sớm không biết chết bao nhiêu hồi tô thần nghe xong kinh hãi cài đại thúc ngươi rất tin mắt ta liền là tại nói chính ta. Nghe đến đó, tất cả mọi người liền minh bạch, tô thần là đang nói vậy. Cắt, ta còn thực sự cho là ngươi tại nói cái kia thần nhân, thì ra ở đây thổi ngư bức. Tô thần cười cười, không có trả lời. Chờ đợi quân đội xuất phát trôi qua về sau, bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, trên đường tô thần trả cho tiêu ninh tuyết mua khỏa đường. Đây là hắn vừa tới Liêm Sương Thành lúc nguyện vọng. Hai người chậm rãi đi tới nội thành miệng. Liêm Sương Thành chia làm nội ngoại hai thành. Nội thành là quân đội, thành chủ cùng đế quốc đám quan chức chỗ ở, cùng ngoại thành tiểu thị dân cùng với tiểu thương tạo thành rõ ràng so sánh. Mà tiến vào nội thành càng thêm phiền phức, cần rất nhiều chứng minh. Bất quá tô thần có thể móc ra Lam nghi ngờ cho lệnh bài trực tiếp đi vào. Nhưng khi hai người bọn họ đang muốn đi vào thời điểm, lại là một đội quân gia cưỡi khoái mã vọt ra. Tô thần đang tại hỏi đường, tiêu ninh tuyết nhanh chóng trốn tránh. Tô thần chính đối đám kia ngựa. Hắn chỉ là một ánh mắt, tất cả ngựa tại nhìn thấy tô thần sau, trong nháy mắt hóa thành chim thú kinh táng mấy cái quân gia trực tiếp từ ngựa bên trên ngã xuống mà phía sau quân đội cũng dừng lại chuyện gì xảy ra phía trước xảy ra chuyện gì đằng sau một chiếc xe ngựa bên trên một cái tuổi trẻ lớn tiếng âm thanh khiển trách thiếu gia là phía trước có người chặn đường ngựa bị sợ hãi dưới mã xa một lão già thân thể còng xuống cũng thanh âm the thế hồi đáp mẹ nó ai mẹ hắn dám cản đường lão tử cho lão tử đem hắn phế đi trong xe ngựa trẻ tuổi âm thanh mười phần phách lối thậm chí ngay cả ngăn lại hắn người đều không hỏi là ai há miệng im lặng liền muốn phế nhân tô thần nhíu mày tiêu ninh tuyết nhưng là trực tiếp chắn tô thần phía trước tô thần vỗ vỗ bả vai tiêu ninh tuyết 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 ta khôi phục lại ngươi không cần giúp ta cản trở có lẽ là ba tháng qua thói quen tiêu ninh tuyết đã thành thói quen đem tô thần xem như một cái cần chăm sóc người đi qua tô thần nhắc nhở tiêu ninh tuyết lúc này mới phản ứng lại a à. bất quá nàng vẫn là không có tránh ra chỉ thấy mấy cái rõ ràng mặt cao cấp giáp vị quân gia hướng về hai người đi tới lăn tới điểm chớ cản đường đây là quân đạo các ngươi không biết sao nói xong một cái quân gia rút ra roi ngựa hướng thẳng đến tiêu ninh tuyết rút tới tiêu ninh tuyết một phát bắt được ánh mắt hiếp lại phóng xuất ra một cổ sát ý tiêu ninh tuyết cái kia linh năng gọi thú sư năng lực phát động đối với ngựa tới nói nắm giữ cực kỳ cường hãn lực sát thương nàng chỉ là thoáng liếc một cái toàn bộ tiến lên quân đội ngựa trong nháy mắt bạo động trong lúc nhất thời tràn diện 10 phần hỗn loạn. Chương 298, gan to bằng trời. Xảy ra chuyện gì? Một hàng quân đội trở nên bạo động. Trong nháy mắt để cho cục diện khó khống chế. Ngựa dẫm đạp, cũng dẫn đến đằng sau vậy tôn quý người xe ngựa đều bị lật ngược. Trên xe ngựa người hiện lên cẩu bò hình dáng trốn ra sụp đổ xe ngựa. Tô thần cùng tiêu ninh tuyết lúc này mới thấy rõ người kia. Một người mặc màu tuyết trắng hoa phục, nhìn qua không phú thì quý, bất quá từ cái này một hàng quân đội vây quanh chiếc xe ngựa này liền có thể nhìn ra thân phận của đối phương không đơn giản thiếu gia ngươi thế nào một cái lão bột nhanh lên đi đỡ dậy thiếu gia thiếu gia chống lên gan heo khuôn mặt nhấc lên roi liền hướng về phía trước ngựa nổi giận dựa vào cái này ngựa chết cũng dám nghịch chủ chỉ thấy cái kia thiếu gia một roi một roi rút đến trên phía trước lôi kéo ngựa ngựa bị xe vững vàng giam cấm căn bản không có chỗ chạy chỉ có thể bị thiếu gia này quất đau nhất thậm chí thứ nhất roi trực tiếp rút đến thất ngựa trên ánh mắt đau con ngựa kia bỗng nhiên tránh thoát chân sau bỗng nhiên đá ra vậy mà đem cái kia thiếu gia cho đạp bay ra ngoài chúng quân sĩ nhìn thấy một màn này sắc mặt kịch biến súc sinh dám đối với thiếu gia động thủ quân sĩ nói trong tay giao quân dụng giơ tay chém xuống đem cái kia ngựa trực tiếp chém vết tiêu ninh tuyết cùng tô thần gặp sau đều là nhíu mày một màn này thật sự là quá mức tàn bạo lại vô lý nhưng tô thần cùng tiêu ninh tuyết cũng không muốn nhiều gây chuyện Tô thần cho Tiêu Ninh Tuyết một ánh mắt, hai người liền muốn muốn vụng trộm rút lui ở đây. Thế nhưng là bên kia lão bột con mắt xảo trá, đảo mắt liền nhìn phía Tô thần cùng Tiêu Ninh Tuyết. Bắt được hai người kia, chính là bọn hắn, nếu như không phải bọn hắn ngăn tại giữa đường, căn bản sẽ không để cho thiếu gia thụ thương. Tô thần cùng Tiêu Ninh Tuyết hai người bây giờ đang tại nội thành cửa ra vào. Nơi đây quân sĩ đông đảo, trong nháy mắt liền đem hai người vây lại. Mấy cái quân sĩ giơ đao liền hướng về Tiêu Ninh Tuyết chọc tới. Tiêu Ninh Tuyết lãnh nhãn nhìn lại, làm. chỉ này một chữ tiêu ninh tuyết phóng thích ra uy áp trong nháy mắt đem lên phía trước quân sĩ trấn trụ tiêu ninh tuyết dù nói thế nào cũng là bảy đoạn nhất phẩm cho dù tu luyện của nàng thể hệ cũng không phải đấu võ giả như vậy bá khí nhưng nàng khí thế cũng không phải nho nhỏ mấy cái quân sĩ có can đảm chống cự người tu luyện nghề nghiệp gì xa xa lão bột thấy thế nheo mắt lại lớn tiếng chất vấn tiêu ninh tuyết kinh thường một tiếng cùng ngươi liên quan gì lão bột đánh giá một phen tiêu ninh tuyết sau tay hơi hơi thu nắm lên tới bảy đoạn nhất phẩm rất là không tệ thế nhưng là màn sương nội thành ta nghe bảy đoạn cường giả hàng ngũ căn bản không có nữ nhân ngươi đến từ đâu đi nơi nào chẳng lẽ ngươi là thánh quan đế quốc giang tế lão bộc nói chung quanh quân sĩ thấy thế từng người trợn to hai mắt càng cẩn thận hơn nhìn về phía tiêu ninh tuyết bây giờ chính vào phong sương đế quốc toàn diện xâm lấn thánh quan đế quốc nếu là thánh quan đế quốc giang tế quyết không thể buông tha thậm chí có quân sĩ hướng về nội thành chạy mà đi tìm kiếm viện quân tới. Tiêu Ninh Tuyết thấy thế, hơi hơi nắm chặt nắm đấm. Phía trước, tại trong thánh quan đế quốc, nàng chính là bị một đám người vây quanh, căn bản chạy không được. Mà tại trong phong sương đế quốc nàng lại phải kinh lịch những thứ này. Ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất thúc thủ chịu trói, vô luận ngươi có phải hay không thánh quan đế quốc gian tế. Chỉ bằng ngươi quát lớn thiếu gia nhà ta đội xe, thương tới thiếu gia nhà ta sự tình, hôm nay ngươi liền đi không ra cái này liêm sương thành. Lão bột nói xong, sau người mấy cái người mang khác thường khí tức người liền đứng dậy. Tiêu ninh tuyết một mắt quét nhìn qua, mấy người kia vậy mà đều là có tu vi trong người, trong đó có một đạo khí tức thậm chí không thua gì nàng. Cô thần ở phía sau trực tiếp dùng hệ thống kiểm tra đối phương trong đám người người mạnh nhất. Nhân vật phân tích bên trong. Tên, không biết. Chủng tộc, nhân tộc. Đẳng cấp, thất đoạn tứ phẩm. Tu luyện nghề nghiệp, ma đấu giả. Ma đấu giả. Phía trước cô thần sử dụng thuấn di thời điểm, một mực bị những người khác nói là ma đấu giả đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ma đấu giả xuất hiện. Tô thần tại tiêu ninh tuyết sau lưng nhắc nhở một câu. Tuyết tuyết cẩn thận, người kia là ma đấu giả, có bảy đoạn tứ phẩm. Tiêu ninh tuyết đã sớm quen thuộc tô thần có thể rõ ràng thăm dò đến thực lực đối phương năng lực. Nhưng nàng vẫn là kinh ngạc quay đầu nhìn lại, tại sao là ta cẩn thận, ngươi không xuất thủ sao? Tô thần ngay ra một lúc, hắc hắc, gần nhất ta cũng là quen thuộc. Không chỉ là tiêu ninh tuyết, tô thần ba tháng qua sau khi bị thương cũng theo thói quen đứng ở tiêu ninh tuyết sau lưng xem kịch lần này cũng là thuận miệng mà ra là nên ta đứng phía trước tô thần thập khểnh liền muốn đối mặt đám người tiêu ninh tuyết gặp sau chép miệng hay là đem tô thần kéo đến đằng sau tính toán thương thế của ngươi còn không có triệt để khôi phục mặc dù có thể một trận chiến nhưng tốt nhất vẫn là không cần động trước nói xong tiêu ninh tuyết có chút khí thế đem tô thần ngăn trở tiếp đó nhìn về phía đám người ta trước đây không lâu đã thề sẽ lại không để cho vây khốn ta các ngươi nhất định phải làm như vậy Tiêu Ninh Tuyết cái kia bảy đoạn khí thế, để cho người lão bột kia cũng có chút kiên kỵ. Hừ, ngươi cũng không nhìn một chút đây là là địa phương nào. Tại màn sương trong đế quốc, bảy đoạn lại như thế nào? Nếu là ngươi không bó tay đi vào khuôn khổ, vậy hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nói xong lão bột liền muốn phân phó người động thủ. Nhưng lúc này cái kia thiếu gia từ bảo hộ hắn người trong đám ép ra ngoài. Hắn vừa vặn giống nghe thấy được giọng nữ. Đẩy ra đám người sau đó, hắn ánh mắt đầu tiên nhìn về phía tiêu ninh tuyết. Tiêu Ninh Tuyết bây giờ mặc trên người một bộ màu xám đen đồ trắng. Đem lọn tóc đâm trở thành đơn buộc, và dặn trang phục phía dưới, vẫn như cũ ngăn không được Tiêu Ninh Tuyết cái kia tinh xảo vô song dung mạo. Lập tức liền cho cái kia thiếu gia thấy choáng. Lên cho ta, bắt bọn hắn lại, nếu là có can đảm phản kháng, giết chết bất luận tội. Lão bột trực tiếp hạ lệnh. Tiêu Ninh Tuyết tùy thời chuẩn bị chiến đấu, Tô Thần cũng nhìn về phía Tiêu Ninh Tuyết sau lưng hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút tiêu ninh tuyết mới lấy được hệ thống tu luyện sau thực lực, lại hắn sẽ ở thời khắc mấu chốt ra tay, dùng thuấn di trực tiếp đem người mang đi. Nhưng lúc này, cái kia thiếu gia nhanh chóng ngăn lại, chờ đã. Vương lão, bắt được người nữ kia, không thể giết. Được xưng vương lão lão bột nghi ngờ nhìn về phía thiếu gia nhà mình. Thiếu gia, người nữ kia là bảy đoạn nhất phẩm, giết chết cũng là không dễ, chỉ trảo không giết thì càng khó khăn. Thiếu gia nhíu mày, vậy ta nuôi trong nhà các ngươi làm gì ăn? Không khó khăn mà nói, ta muốn các ngươi có ích lợi gì nghe được thiếu gia nhà mình kinh thiên lời nói phía sau hắn mấy cái người tu luyện sắc mặt cũng thay đổi thì ra ở trong mắt đó thiếu gia những người tu luyện này chính là bị nhà hắn nuôi tay chân mấy cái này người tu luyện có chút không vui nếu là những người khác có can đảm nói như vậy mấy người kia sợ không phải lập tức liền trở nên mặt thế nhưng là thiếu gia này trong nhà quyền thế ngập trời cho dù đối phương làm nhục như vậy một dạng ngôn ngữ bọn hắn cũng không dám nói cái gì lão bột nghe xong cũng cực kỳ khó làm đành phải nhìn về phía mấy cái người tu luyện, những người tu luyện gật đầu một cái, cũng không nhiều lời. Vậy thì bắt bọn hắn lại. Nghe nói như thế, thiếu gia này mới hưng phấn lên. Ha ha ha. Nguyên lai là một cái bảy đoạn nhất phẩm người tu luyện. Nữ nhân như vậy, ta còn thực sự chưa cưỡi qua. Chương 299, Tiêu Ninh Tuyết chiến đấu. Tô thần ra tay. Thiếu gia này cực kỳ ngang ngược càng rỡ. Hắn không hoài nghi chút nào dưới tay mình người năng lực xử lý chuyện. Tại cái này màn sương trong thành, gia tộc của hắn chính là Thiên. Mà cha của hắn càng là quản lý Liêm Sương Thành thành chủ. Một cái bảy đoạn nhất phẩm nữ tử mà thôi, chọc tới hưởng dụng một phen, nên có nhiêu sản. Xen vào trong thần giới như trước vẫn là tiếp tục sử dụng 10 phần truyền thống phương thức thống trị. Cũng liền đưa đến trong thần giới, nữ tính người tu luyện cực ít. Thiếu gia này cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Lại thêm tiêu ninh tuyết dung mạo trong nháy mắt hấp dẫn hắn. Này mới khiến hắn động ý niệm. Tiêu ninh tuyết bản thân còn không có gì nộ khí, Thế nhưng là khi nàng nghe được lời nói của đối phương sau, Cuối cùng nổi giận. Đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất loại chuyện như vậy. Mà lên một cái muốn người làm như vậy, đã đi gặp hắn tính ngưỡng hỏa diễm thần minh rồi. Tiêu ninh tuyết làm mặt lạnh. Mấy cái người tu luyện toàn bộ hướng về nàng phóng đi. Tô thần nhìn chầm chầm mấy người. Trên thực tế không chỉ là tiêu ninh tuyết nổi giận. Tô thần khi nghe đến lời nói của đối phương sau, hắn mỉm cười, thế nhưng là trong lòng của hắn cũng đã rõ ràng sáng tỏ đem thiếu gia này còn có dám ra tay mấy người, ổn định ở tử vong của hắn trên danh sách. Hắn cũng còn nhớ rõ cái trước tại hắn chết trên danh sách tên. Gọi là Thánh Quang Đế Quốc. Bây giờ đã không sai biệt lắm muốn vong. Tiêu Ninh Tuyết vận hành linh khí. Đây là thế giới này bên trong cơ sở cấu tạo sức mạnh một trong. Linh khí, chính là vũ đấu giả cơ sở chi lực. Tiêu Ninh Tuyết vận chuyển, cũng có thể cùng vũ đấu giả đồng dạng chiến đấu chỉ thấy hai cái vũ đấu giả đầu tiên cùng tiêu ninh tuyết chiến làm một đoàn bất quá bọn hắn tu vi chỉ là tại năm sáu đoạn ở giữa tiêu ninh tuyết một cước đá bay một cái cái kia vũ đấu giả bị đá bay đến trên tường thành trong nháy mắt tường đổ thành sập chung quanh bọn thấy thế tự nhiên cũng không phải nhàn rỗi từng cái dương cung lắp tên hướng về tiêu ninh tuyết vọt tới bất quá còn có một đám người hướng về tô thần đánh tới cũng phải bắt cho được hắn tên tiểu bạch kiểm này cùng nữ nhân kia cũng có quan hệ người kia là một cái người thọt trước tiên khống chế lại hắn, lại uy hiếp bờ nữ nhân kia. Tô thần nghe được đám kia quân sĩ lời nói, ngay ra một lúc. Hắn không có sinh khí, mà là miễn cười. Tiểu Bạch Kiểm. O hô, nói như vậy, bản vương đã có thể dựa vào khuôn mặt ăn cơm chưa? Giống như cũng không phải không được. Tô thần cười, mấy cái quân sĩ chọc tới, bị tô thần trực tiếp một tay một cái bắt được, tiếp đó một cái bóp chết. Lần này mọi người mới tin tường, tiêu ninh tuyết sau lưng nam nhân kia, cũng không phải yếu gốc trà tiêu ninh tuyết hai ba lần liền đánh bay hai cái vũ đấu giả mà hai cái này vũ đấu giả đằng sau ba cái pháp sư trong miệng bắt đầu đọc chú ngữ thánh minh phong sương chi thần tín đồ trung thành đến đây thỉnh nguyện thỉnh cho ta mượn sức mạnh hỗn tạp chú ngữ niệm xong ba cái pháp sư đồng thời phát lực tiêu ninh tuyết bốn phía trong nháy mắt ngưng kết lên băng sương tại cái này tân xuân thời điểm sơ sinh ánh sáng mặt trời vốn đã đem sương tuyết hòa tan nhưng bây giờ lại rơi ra cùng phong bão tuyết đem mặt đường che giấu đem tiêu ninh tuyết thôn vệ Tiêu Ninh Tuyết chấn động trên người linh khí, đem tới gần sương tuyết toàn bộ đánh sơ sát. Nàng một cước đá đá bên cạnh một chiếc xe ngựa, đem ngựa xe đập về phía mấy cái pháp sư. Bất quá bọn này pháp sư chỉ là duỗi ra một cái tay. Cuốn tới cùng phong chi lực mang theo băng tinh, trong nháy mắt liền đem xe ngựa phá hủy, hóa thành một đoàn bột mịn. Tiêu Ninh Tuyết một cước nhấc lên một cái rơi dưới đất trường kiếm, tung người nhảy lên, bay lên thẳng hướng đối phương đâm tới. Tiêu Ninh Tuyết toàn thân linh khí cuốn lấy trường kiếm, thứ bảy đoạn nhất phẩm chi lực, cũng không phải mấy cái này pháp sư có thể ngăn cản. Bất quá Tiêu Ninh Tuyết quên đi một người. Cái kia Tô thần phía trước nhắc nhở qua ma đấu giả. Người kia tại lúc khai chiến, lập tức biến mất ở trong tầm nhìn mọi người. Lại thêm phong tuyết che giấu Tiêu Ninh Tuyết ánh mắt, Tiêu Ninh Tuyết càng không cách nào chú ý tới người kia tồn tại. Mà tại Tiêu Ninh Tuyết phóng tới mấy cái pháp sư thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm thấy một hồi nguy hiểm cảm giác. Tiêu Ninh Tuyết nhanh lên đem trường kiếm hướng về sau phương ngăn trở chỉ thấy một cái đen như mực chủy thủ hướng về sau lưng của nàng đâm tới. Mà tại trong phong sương, một cái bóng trắng che giấu ở trong đó, hướng về nàng đánh lén mà đến. Ma đấu giả, am hiểu tại mai phục ám sát. Ở chính diện trong chiến đấu, cũng am hiểu tại che giấu khí tức, trong lúc hỗn loạn cho đối phương một kích trí mạng. Nếu không phải tiêu ninh tuyết lại dự cảm, quay người lại phòng thủ. Một nhát này, chỉ sợ có thể đem tiêu ninh tuyết trực tiếp đánh cho tàn phế. Chủy thủ cùng tiêu ninh tuyết trường kiếm va nhau đụng. Trong chớp mắt, Tiêu Ninh Tuyết trường kiếm trong tay trực tiếp đứt gãy. Đối phương chủy thủ dù sao cũng là đặc chế, còn gia trì cái này ma lực cường đại. Tiêu Ninh Tuyết đành phải một cước đưa đi. Ma đấu giả cảm nhận được trên Tiêu Ninh Tuyết một cước này mang theo linh khí chi lực. Trong lòng âm thầm cả kinh, chẳng lẽ là vũ đấu giả? Thế nhưng là nàng phương thức chiến đấu không giống. Lại không có vũ đấu giả chiêu thức, chỉ có vũ đấu giả linh lực. Ma đấu giả không dám kinh thường, trong nháy mắt biến mất ở trong phong sương. Tiêu Ninh Tuyết cũng bị đánh gãy công kích, không thể không lần nữa kinh nghiệm băng sương phong bạo ăn mòn. Bị đánh bay hai cái vũ đấu giả khôi phục lại, lần nữa xông vào phong sương bên trong. Ba loại nghề nghiệp cũng là phối hợp lẫn nhau lấy. Vũ đấu giả phụ trợ kìm chân tiêu ninh tuyết, pháp sư sử dụng ma pháp cùng kỹ năng để cho tiêu ninh tuyết không ngừng tiêu hao. Mà ma đấu giả trong bóng tối cho tiêu ninh tuyết một kích trí mạng. Đến nỗi tô thần, tại cái này phong sương trong hỗn loạn, hắn đã giải quyết hơn mấy chục người quân sĩ. Kỳ thực tại tiêu ninh tuyết vừa rồi xuất hiện nguy cơ thời điểm, tô thần liền nheo mắt lại nhìn sang. Hắn thiếu chút nữa thì ra tay rồi. Nhưng hắn có nhìn thấy chính mình tuyết tuyết vậy mà kịp phản ứng. Xem ra hắn đưa cho tiêu ninh tuyết hệ thống tu luyện, đích xác tăng lên năng lực của nàng. Trước đây tiêu ninh tuyết thế nhưng là liền một cái ngang cấp vũ đấu giả đều không chắc chắn có thể đánh qua. Bây giờ lại có thể cùng so với nàng càng cao đẳng hơn cấp ma đấu giả đều có thể tranh tài một hồi. Mà còn có nhiều như vậy ngoại lực suy yếu lực lượng của nàng. Bất quá dạng này tiếp tục tiêu hao từ từ, Tiêu Ninh Tuyết chắc chắn là yếu thế một phương. Nhiều người như vậy khi dễ nhà mình Tuyết Tuyết, Tô Thần đã không nhịn được muốn lên. Nhưng Tiêu Ninh Tuyết cảm thụ được chiến đấu như vậy, lâu ngày không gặp cảm giác. Nàng phía trước mới vừa vào thần giới, nhìn thấy mấy phương cửu đoạn tám đoạn chiến đấu, nàng một chút cũng không xen tay vào được. Mấy lần bị Tô Thần cứu, còn bị Thánh Quang Đế Quốc cửu đoạn một chiêu đánh ngất xỉu. Lần này cuối cùng có thể cùng đối phương kịch chiến. Tiêu Ninh Tuyết mặc dù mặt ngoài vẫn cảnh giác, nhưng trong lòng lại có loại không có gì sánh kịp buông lỏng nàng xa xa nhìn thấy tô thần muốn đến đây lập tức liền cho hắn một ánh mắt tô thần cùng tiêu ninh tuyết sớm đã tâm hữu linh tê nhìn thấy hắn ánh mắt tô thần liền dừng lại ân tuyết tuyết muốn một cái người cùng bọn hắn đánh tô thần dừng một chút nhún vai nói vậy ta liền cản giúp ngươi một chút a à? nói xong trong gió tuyết vũ đấu giả lần nữa cùng tiêu ninh tuyết chiến đấu mà cái kia nút trong bóng tối ma đấu giả đột nhiên ra tay nhất kích lần nữa hướng tiêu ninh tuyết đầu đâm tới tô thần thuấn gian di động trong tay cầm một khối đá, hướng về cái kia ma đấu giả đầu đánh xuống. Ma đấu giả đầu đột nhiên tê rần, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cô thần khuôn mặt xuất hiện tại phía sau hắn. Chương 300, người này sợ không phải cái kẻ ngu a à. Ma đấu giả chỉ muốn trước mắt tiêu ninh tuyết có thể lợi hại chút, lại không nghĩ rằng tại phía sau hắn cái kia tiểu bạch kiểm thế mà so tiêu ninh tuyết càng thêm lợi hại. Từ tốc độ này nhìn lại, đối phương hoàn toàn nghiền ép chính mình. Cô thần dời đến sau người, gặp ma đấu giả xoay đầu lại, hắn hướng về phía cái kia ma đấu giả nhếch miệng nở nụ cười đang di động trong quá trình hắn tiện tay nhặt lên một khối cục gạch bây giờ hướng thẳng đến người này trên đầu hô đi ma đấu giả trên không trung quán tính để cho hắn vẫn hướng về tiêu ninh tuyết bay đi nhưng hắn bởi vì bị tô thần đánh gãy thi triển khí tức cũng không cách nào che giấu tiêu ninh tuyết lập tức phát hiện hắn quay người lại một chưởng chính đối ma đấu giả tráng vỗ tới ma đấu giả một hồi choáng váng kém chút trực tử đi qua bất quá tiêu ninh tuyết cũng bắt được ma đấu giả Tô thần nhưng là đứng ở bên cạnh hắn. Đối phương một cái duy nhất bảy đoạn người tu luyện chết đi. Những người còn lại thấy thế, thần sắc kinh hãi, cấp tốc rút lui trở về tại chỗ. Lão bộc càng là kinh ngạc, hắn nhìn thấy ma đấu giả bị bắt lại sau, hô lớn, các ngươi lại dám đánh trả giết người. Tiêu ninh tuyết lãnh nhãn nhìn lại, các ngươi ra tay với ta, còn không thể để cho ta người giết các ngươi. Lão bộc giận dữ mắng mỏ lấy, tại cái này màn sương nội thành, vẫn chưa có người nào dám đối với vương gia chúng ta người hạ thủ ngươi vậy mà giết chết vương gia chúng ta người, các ngươi cũng đừng muốn đi ra tòa thành này. Tô thần trở tay từ trong tay tiêu ninh tuyết nắm qua cái kia ma đấu giả, sờ lên hắn mạch đập, hắn còn chưa có chết. Chúng ta chỉ là đánh ngất xỉu hắn, không có giết. Tô thần tự hồ là đang giải thích. Thế nhưng là lão bột thấy thế, nhưng như cũ đại phóng hào ngôn, hừ, các ngươi đụng đến bọn ta người của vương gia. Cũng đã là nguyên tội, các ngươi hẳn phải chết. Tô thần lắc đầu, nhẹ tay nhẹ bóp. Cái kia vốn là còn chưa có chết ma đấu giả trong nháy mắt đánh rắm. Tô thần đem ảnh hình người một đầu giống như chó chết ném ra. Tốt, hắn bây giờ chết. Lão bột lần nữa kinh hãi, kỳ thực hắn thấy rõ tràn diện. Bây giờ bọn hắn bên này duy nhất bảy đoạn đã chết. Mà đối phương tiêu ninh tuyết là bảy đoạn, tô thần thực lực hắn còn không có thấy rõ ràng, bất quá hắn gặp tô thần có thể đánh lén bảy đoạn ma đấu giả, so sánh cũng sẽ không kém đến đi đâu. Nhưng hắn vẫn là như củ cường ngạnh lấy, không muốn rơi xuống vương gia mặt mũi, cũng bởi vì nơi này vẫn là tại nội thành, quân đội sớm muộn sẽ chạy đến, đem đối phương giết chết bất quá cho dù quân đội sẽ chạy đến, cũng không tính lúc này, tràn diện này phía dưới, đối phương nếu là muốn đối nhà mình thiếu gia bất lợi nhưng là khó làm. Lập tức hắn bảo vệ nhà mình thiếu gia, thiếu gia, ngươi nhanh lên lên ngựa đi về trước, ở đây chúng ta sẽ xử lý. Thế nhưng thiếu gia cái nào thấy rõ thời khắc này thế cục, hắn nga ngược càng rỡ đã quen, cho tới nay bằng vào nhà hắn thế lực, hắn muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Thậm chí hắn đã lớn như vậy đến nay, căn bản chưa từng gặp qua có người dám xuống tay với hắn, cho dù có ở trước mặt hắn hiện ra sức mạnh, phần lớn là muốn bái nhập nhà bọn hắn bên trong thành vì cung phụng bất quá trong nhà cung phụng hắn thấy cũng chỉ là làm cẩu thôi nhà bọn hắn đưa tiền các cung phụng vì nhà bọn họ xuất lực bây giờ nghe được lão bột nói như thế vương gia này thiếu gia lập tức bất mãn nói sợ cái gì trong nhà của ta là có tiền ai giết cái kia tiểu bạch kiểm ta bảo đảm hắn một thế phú quý bất quá người nữ kia nhất định muốn để lại người sống không thể gây tổn thương cho đến nàng ta phải hảo hảo hưởng thụ một phen tiêu ninh tuyết nghe được ngôn luận này sau càng thêm chán ghét nhìn lại tô thần nhưng là ngây ngẩn cả người hắn sâu kín nói một câu nhà các ngươi thiếu gia không phải là đồ đần a hắn xem không hiểu bây giờ là chúng ta lúc nói chuyện sao lão bột nghe xong muốn nhanh chóng ngăn chặn nhà mình thiếu gia miệng thế nhưng là hắn đưa ra tay lại ngừng giữa trong không trung chính mình nào dám chặn miệng của hắn lại hắn nghe trào phúng tô thần nhưng lại trả lời không được tô thần lắc đầu tuyết tuyết tính toán ta không cùng bọn này đồ đần chơi đi trước đi ta sau đó sẽ xử lý người nào Tô thần đã đem cái kia thiếu gia xếp vào tất sát danh sách, hắn liền sống không được. Nhưng không phải cái này dưới ba ngày ban mặt, so sánh đối phương thiếu gia không có đầu óc, Tô thần vẫn cảm thấy mình có chút đầu óc tốt. Tiêu Ninh Tuyết cũng minh bạch điểm này, tin tường thần giới bên trong lúc này cũng không dễ gây chuyện. Liền nghe theo Tô thần lời nói, hai người trực tiếp bỏ chạy. Ma đấu giả vừa chết, bây giờ căn bản không ai có thể cản bọn họ lại. Cái kia thiếu gia nhìn thấy Tô thần cùng Tiêu Ninh Tuyết trong nháy mắt tiêu thất, giận dữ đến, các ngươi đám phế vật này thế mà để cho bọn hắn cứ như vậy chạy nhanh đi truy tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy người nữ kia ta nhất định phải nhận được vương gia bọn hạ nhân thấy thế nhao nhao hành động bất quá không cần bọn hắn động tô thần cùng tiêu ninh tuyết tại hướng về hậu phương chạy tới thời điểm một đôi đại thủ bắt được bả vai của hai người đem bọn hắn từ không trung chậm lại vậy nhân thần sắc kinh ngạc hai cái bảy đoạn nhất phẩm trong thành cao thủ ta đều gặp qua nhưng không nghĩ tới trong thành còn có các ngươi hai vị như thế có thực lực vợ chồng tồn tại không biết hai vị xưng hô như thế nào tô thần cùng tiêu ninh tuyết bị theo trở về trên mặt đất sau đều lộ ra vẻ mặt kỳ lạ tám đoạn lam tướng quân vương gia lão bột nhìn thấy đem tô thần cùng tiêu ninh tuyết áp chế người sau lộ ra vẻ đại hỷ tô thần nghe được đối phương danh hào sau càng là kinh ngạc lam tướng quân không phải lam nghi ngờ tô thần nhìn người trước mắt một thân tám đoạn thực lực nhưng cũng không phải lam nghi ngờ mà là phong sương đế quốc một cái khác họ lam tướng quân người biết ta đại ca lam tướng quân nheo mắt lại lai lịch của đối phương tự hồ cũng không đơn giản tất nhiên biết hắn ca chuyện này thì dễ làm tất nhiên nhận biết anh ta vậy thì xin hai vị trước cùng ta trở về ta truyền tin đi tới vương đô điều tra một chút hai vị thân phận sau liền sẽ phóng hai vị rời đi tiêu ninh tuyết cùng tô thần đều nhíu mày từ lời này nghe tới lam nghi ngờ cũng không tại ở đây mà lam nghi ngờ nhà bọn hắn lại có hai tôn tám đoạn người tu luyện điều này cũng làm cho hai người đều ngạc nhiên đang tại tô thần hai người cân nhắc thời điểm cái kia vương gia lão bột gặp thế cục lại đảo ngược tới vội vàng hô to làm tướng quân bắt bọn hắn lại đôi cậu nam nữ này giết vương gia chúng ta người cần phải nghiêm trị làm tướng quân kinh ngạc nhìn lại hắn thấy trên mặt đất nằm một cổ thi thể nhìn kỹ lại là vương gia bảy đoạn ma đấu giả hai người giết vương gia bảy đoạn chuyện này cũng có chút không dễ làm các ngươi thật giết hắn t làm tướng quân hít vào một hơi vương gia này thế lực, liền bọn hắn Lam gia cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Nếu là Tô Thần cùng Tiêu Ninh Tuyết thật giết người của vương gia, cho dù Tô Thần biết hắn ca cũng không dễ xử lý. Tô Thần gặp Lam tướng quân sắc mặt, lập tức hiểu được. Liền Lam gia dạng này một môn có song bát đoạn gia tộc, nhìn thấy một màn này đều mặt lộ vẻ khó xử. Xem ra Tô Thần vẫn là coi thường vương gia này thiếu gia chỗ gia tộc. Bất quá cũng là, vương gia này thiếu gia rõ ràng là cái kẻ ngu. Nhưng cái này đồ đần chung quanh lại còn có thể vây quanh nhiều người như vậy, có thể điều động quân đội thủ hộ, còn có bảy đoạn ma đấu giả chuyên môn thủ vệ. Gia tộc bình thường thật đúng là không có cái này vô trương.